Tập 2. Bầu không khí tốt thật đấy. Em cũng thấy vậy đúng không? Giờ em biết tại sao người thành phố đều muốn đến ngoại ô rồi chứ. Để bản thân được thả lỏng. Đinh Học Kỳ, tôi nói thật, tôi khá do dự khi đến đây. Thôi được rồi, đừng do dự. Chúng ta mau lên núi, không nhanh trời sẽ tối. Nhanh đi thôi, tôi giúp em, tôi tự làm. Được. Giảm 20%, cảm ơn. Dương Hiểu Đông, sao cậu đến rồi? Có áp chỉ đường tốt thật. Chúng ta chắc chắn không bị lạc. Chúng ta đến rồi. Ông chậm chút, đường. Thấy thế nào? Phòng trong cũng khá ổn. Quả nho. Sao? Cảm thấy phòng thế nào? Còn cả thiên nhiên thì sao? Hài lòng chứ? Anh nói xem có nơi nào nếu mình không muốn gặp người khác thì chắc chắn sẽ không cần gặp. Có, đây chính là chốn đào nguyên bồng lai tiên cảnh. Tôi không đùa đâu. Tôi nói nghiêm túc đó. Tiểu Hành, em biết mà, thế giới này đã thay đổi, càng ngày càng nhỏ lại. Quan hệ giữa người và người càng ngày càng gần, lại có thêm internet. Mọi thứ đều gần ở trước mắt em. Muốn trốn cũng không trốn thoát, muốn chạy cũng chạy không xong. Không thể cho tôi một chút yên tĩnh ư? Chỉ khi em dám đối diện trực tiếp mới an toàn. Nếu không vượt qua được thì sao? Là bởi vì từ trước đến giờ không có một người nào cùng em kề vai sát cánh. Nhưng hiện tại nếu có một người, anh ta nguyện ý cùng em đối diện đến tận cùng. Trung thành, kiên định. Em còn sợ không? Em còn sợ gì nữa? Bởi vì cô ấy là một chú thỏ nhỏ. Hãy gặp chuyện nguy hiểm, tôi sẽ sợ hãi. Tôi muốn sắp xếp hành lý, anh về phòng anh đi. Được thôi. Vậy sau này tôi sẽ gọi em là chú thỏ nhỏ nha. Cậu cùng tôi trò chuyện thế này, nói thật có chút cảm động. Trước khi cậu tìm được gì, lúc nào cũng có thể đến chỗ chị. Chị đây sẽ sắp xếp cho cậu đãi ngộ cấp quản lý, phát lương hàng tháng đầy đủ. Không không không, chị ơi, chị nghe em nói. Hôm nay em đến đây không phải để xin việc. Cậu không cần khách sáo với chị. Cậu buồn cười thật đấy. Ngại quá, cậu đợi chị nghe điện thoại chút, chị nghe đi. Ai đây nhỉ? Alo, là chuyện gì nữa? Tiểu Hạnh đi công tác, đi vẽ tranh ở núi Đông Nam. Đi với ai? Lên núi. Tôi đã nghe ngóng rõ ràng, bọn họ lên núi Đông Nam rồi.
Tiểu Hành, em có thể nghĩ tới hay không nghĩ tới thì tôi đều mua hết rồi. Thật tốt, tôi bây giờ thật sự rất cần nó. Tùy em thôi. Để tôi. Thôi không cần nữa. Không cần mà, tôi không cần nó nữa. Không cần mà, là tôi không cần nó nữa. Không cần nữa, mấy thứ này tôi đều không cần nữa. Có phải anh cảm thấy tôi rất ngốc? Gì cơ? Tôi nói là anh nghe điện thoại chút. Alo, Đinh Học Kỳ. Anh với Dương Tiểu Hành. Anh đừng tưởng tôi không tìm ra hai người. Tôi cảnh cáo anh, anh nên có chừng mực. Dương Tiểu Hành là vật phẩm nguy hiểm, chớ có lại gần. Cảm ơn. Ai gọi điện thoại cho anh vậy? Có ai đâu mà. Đứa em họ thiếu nợ tôi. À, lúc nãy em vừa hỏi tôi cái gì? Quên rồi. Có phải em vừa hỏi em có một chút ngốc, phải không? Đợi tôi chút, tôi trả lời. Em có biết tại sao người ta ngốc không? Ngốc thật ra là biểu hiện của sự đơn thuần. Thế tại vì sao lại đơn thuần? Là tại vì trở về thời thiếu nữ. Tại sao lại trở về thời thiếu nữ? Tại vì muốn yêu đương rồi. Tôi bây giờ cũng giống như chàng thiếu niên, em thì giống thiếu nữ. Chứng tỏ chúng ta bởi vì yêu đương rồi. Tôi mới không giống thiếu nữ. Em không giống thiếu nữ thì em tạt nước vào tôi à? Mấy bản thảo vừa nãy mà tôi vừa nhặt, tôi sẽ phục hồi chúng về nguyên trạng, em yên tâm. Anh đã chuẩn bị hết rồi, chút nữa dán lên cửa sổ. Không cần đâu, mấy bản thảo đó tôi không cần nữa. Tôi nhất định sẽ phục hồi nó. Nhất định. Thiên nhiên ở đây cũng tốt thật nhỉ. Cẩn thận. Đơm đớm. Anh có biết là lúc nhỏ tôi thích nhất là đơm đớm. Lúc có tâm sự, tôi sẽ nói chuyện cùng nó. Tôi sẽ đặt nó ở trong màn. Nó sẽ bay đi bay lại ở đó. Trông rất đẹp. Em từ lúc bé đã có tâm sự rồi. Anh coi thường ai đấy, không phải? Tôi không có ý đó. Ý tôi là nhìn tôi, đưa em ra đây là để em thấy được Tiểu Đồng Đồng siêu dễ thương. Cảm ơn anh, tâm linh tương thông mà. Thả nó ra nhé, đương nhiên. Thả nó ra đi.
Chúng ta bắt thêm mấy con được không? Được chứ. Tôi đi bên này. Sao thế? Tôi bước hụt. Bước hụt. Nào đứng dậy, chân có sao không? Trẹo chân rồi. Thôi xong, chậm thôi, ngồi bên này. Để tôi xem. Vậy em đi thành thế này rồi. Sao thế? Đằng kia có người. Có người. Ở đâu? Ở đằng sau anh. Có người ở đằng sau anh. Không có. Có cũng không cần sợ. Có tôi đây. Cảm ơn. Còn đau không? Đỡ một chút rồi. Không sao, tôi giúp em massage. Thật không thế? Đừng nói đây là do anh sắp xếp đó. Em có thể coi như tôi sắp xếp. Đặc biệt chuẩn bị vì em. Hay là chúng ta đến gần xem nha. Tôi cõng em. Anh cõng tôi. Tôi rất nặng. Tôi rất vinh hạnh. Anh là chú khỉ nhỏ. Chú thỏ nhỏ. Thật là xứng đôi. Thỏ và khỉ không hợp. Nhưng hai người họ rất xứng. Vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch. Đáng yêu. Đợi một chút để tôi chụp một tấm. Đáng yêu ấy. Một, hai, ba. Em tự nhìn xem. Rất đẹp đúng không? Em nhìn bên kia kìa. Có phải là diều không nhỉ? Phải. Có phải hai bạn nhỏ giới không tới? Tôi đi giúp chúng. Giúp người làm vui mà. Giúp tôi cầm một chút. Đừng có làm rơi. Dọa anh thôi. Nhanh đi đi. Đợi tôi. Xin lỗi, tôi không cố ý. Không sao chứ? Không sao. Xin lỗi, xin lỗi. Bên kia có nhà vệ sinh, em muốn đi không? Thôi tôi không cần. Thấy tôi đi. 2 phút. Đợi tôi nhé, chú thỏ nhỏ. Bye bye.
đã mặc áo tình nhân rồi cơ đấy. Em có hiểu nữ tắc không? Lâm Nhất Bình, anh thần hồn bất tán cứ đi theo tôi. Anh muốn làm gì? Anh không có quyền quản tôi. Em cho rằng em có thể thoát khỏi tôi? Vấn đề là chúng ta hiện tại không còn quan hệ gì nữa. Anh tự trọng được không? Thế nhưng lúc mới quen tôi, em đâu có nói như vậy. Em còn nhớ em cảm ơn tôi thế nào không? Em nói em là chiếc bình hoa bị dở, là tôi nhặt từ mảnh dở, ghép lại cho em, ghép lại từ đầu. Đúng. Lúc đó tôi cảm kích anh. Nhưng hiện tại tôi nói cho anh biết, dù hiện tại hay tương lai, hai chúng ta không thể quay trở lại như trước. Dương Tiểu Hạnh, em quá tuyệt tình rồi. Thật đấy, làm tôi quá đau lòng. Lâm Nhất Bình, 4 năm trước khi anh đồng ý ly hôn, so với bây giờ anh lúc đó điên cuồng hơn nhiều. Sao bây giờ đột nhiên trở nên bình tĩnh vậy? Cùng tôi đến cục đăng ký. Anh nói với tôi anh làm sao để bình tĩnh. Tôi có thể làm gì? Hãy bình tĩnh giống như anh trước đây. Nói những thứ này cũng vô dụng. Lần này tôi đến đây là có món quà muốn tặng em. Khi em và Đinh Học Kỳ đang mua chui hưởng lạc, em tốt nhất nên xem cái này. Em sẽ tỉnh lại thôi. Tôi không xem, cầm lấy. Mua cái gì thế? Nhìn rất tinh xảo. Gì thế? Công cụ vẽ. Đúng rồi, tôi vừa nghe ngóng được một chút. Ở bên kia có một nơi, nghe nói có gì đó truyền kỳ. Tôi mệt rồi, tôi muốn về. Không phải lúc nãy còn rất tốt sao? Có chút không khỏe. Tôi nói sai gì rồi sao? Sao thế? Trời xanh mây trắng, núi non, nước biếc. Hình như bầu không khí cũng trở nên ngọt ngào hơn. Tôi vẽ tranh, anh chụp ảnh cho tôi. Có tôi, có anh, có câu chuyện, có tranh ảnh. Tôi đang nghĩ mọi thứ đều rất tuyệt. Đinh Học Kỳ, con người anh quá tốt rồi. Tôi hy vọng anh có thể tìm một người con gái tốt. Chúc anh hạnh phúc. Em đợi đã, Dương Tiểu Hạnh. Sao thế, em trúng mùa ở đâu? Sao? Sao em lại nói như thế? Tôi xin lỗi. Tôi cảm thấy hành vi của tôi mấy ngày gần đây. Tôi nói với anh một câu xin lỗi. Tôi không cần xin lỗi. Tại sao em phải xin lỗi tôi? Chúng ta rất tốt mà. Tôi không chấp nhận. Không phải đâu, là do tôi chơi quá đà rồi. Tôi không biết được bản thân đang làm gì. Tôi đã quên mất dự định ban đầu của bản thân. Ngày trước tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn dành thời gian cho bố mẹ và công việc. Những thứ khác tôi không muốn nghĩ. Có thể giữa chúng ta là hiểu lầm. Không phải thế, Tiểu Hạnh. Thật đó, chúng ta trước nay đều rất tốt. Tôi không biết đã phát sinh chuyện gì. Em có thể nói tôi biết không? Chuyện gì đã xảy ra khiến em thay đổi nhiều vậy? Có thể nói tôi không? Không có, không có. Thật sự không có. Là vấn đề của tôi làm anh hiểu lầm. Thật đó. Có phải do tôi không đủ ưu tú? Không phải, anh nghĩ nhiều rồi. Là vấn đề của tôi, anh rất tốt, rất hoàn mỹ. Anh xem tôi, đã ly hôn 2 lần. Tôi không muốn chịu đựng nữa, tôi chịu đủ rồi. Hy vọng anh quên mấy ngày này đi. Chúng ta có thể làm bạn. Làm bạn. Tôi không thể quên, cũng làm không nổi. Thế thì không cần phải gặp nhau nữa. Học Kỳ,
Tôi nói thật, hoạn nạn mới gặp được chân tình. Anh em tốt cũng thế. Hay là cậu giữ tôi lại? Tôi đầu đường xó chợ, thật đấy. Cậu giúp tôi đỡ cái vali này. Tôi mang một chút đồ dùng hàng ngày cần thiết. Tôi vừa xem qua kết cấu nhà, tôi có thể ở phòng cạnh phòng khách. Thói quen sống của tôi có chút đặc biệt. Tôi bình thường thích đọc tạp chí. Tôi giới thiệu cho cậu, thật ra rất hay. Rồi, mấy cái này đều không ảnh hưởng đến cuộc sống vốn có của cậu. Lâm tổng, sao thế? Có động thái gì mới à? Cái kia, tôi đã làm theo những gì anh phân phó. Bây giờ, tôi chuyển đến sống cùng Đinh Học Kỳ rồi. Lúc nào tôi cũng có thể báo cáo cho anh. Anh ấy, đáng lẽ nên làm thế này sớm hơn. Phải. Nhưng mà, Lâm tổng, cá nhân tôi thấy, nếu Dương Tiểu Hạnh, cô ta chết cũng không chịu quay đầu, chúng ta cũng không cần thiết phải làm thế này. Thiên hạ làm gì có nơi nào không có cỏ. Anh nói có phải không? Nói gì đó? Anh nói cái gì? Xin lỗi Lâm tổng, anh nói lại lần nữa coi. Tôi nói sai rồi. Tôi và Dương Tiểu Hạnh nhất định phải tái hôn. Nghe rõ chưa? Nếu anh giúp tôi thành công chuyện này, căn phòng đó tôi trả tiền, còn anh quản. Sau này anh đừng lo chuyện bao đồng. Anh biết hậu quả thế nào rồi không? Hiểu chưa? Biết. Thế đi đi. Tôi đi đây Lâm tổng. Anh làm gì đấy? Anh Học Kỳ, anh qua đây. Qua đây. Nhanh lên, mau qua đây. Ngồi xuống. Tôi rất nghiêm túc nói chuyện với cậu. Nói chuyện với cậu. Không Học Kỳ, cậu nghe tôi giải thích. Tôi biết hết rồi. Tôi đã hiểu hết rồi. Hiểu rồi đúng không? Tôi đã giác ngộ ra rồi. Anh bạn, được, tôi nói. Dương Tiểu Hạnh, cô ấy đang thử thách tôi. Hiểu không? Dương Tiểu Hạnh đang thử thách tôi, nên cô ấy mới như vậy. Hiểu không vậy? Tôi hiểu rồi. Anh hiểu chưa? Cô cướp của tôi, thì giờ cô lái xe. Cô phải cùng lên thiên đàng. Ba dọa chết con mất. Sao ba vẫn chưa ngủ? Ba ngủ quên ở đây luôn rồi. Có nước không? Có. Nào. Để ba rót cho. Nào, uống chút nước đi. Sao thế con gái? Giận dỗi với Đinh Học Kỳ rồi. Ba của con là người từng trải. Có thể khiến cho một cô gái đêm không thể ngủ, ăn cơm cũng không có khẩu vị. Chỉ có thể là chuyện tình cảm. Ba, con muốn chuyển đồ ở nhà kho về. Chuyển về? Chuyển tới chuyển lui không cảm thấy phiền sao? Là tại vì
Tại vì sao? Vì con sợ bản thân sẽ rơi vào mối quan hệ không rõ ràng. Được, ba hiểu rồi. Ôi trời, mua gì thế? Công cụ vẽ. Tôi mệt rồi, tôi muốn về rồi. Học Kỳ, tôi đến rồi. Nào qua đây, qua đây. Nhanh nhanh. Chuyện gì thế? Cậu đừng giục tôi. Sao thế? Lúc tôi và Đinh Tiểu Hành đi núi Đông Nam, chụp rất nhiều ảnh đúng không? Đó, lúc này nhớ cô ấy quá nên mở máy tính xem lại ảnh. Cứ xem. Rồi bỗng dưng phát hiện có một tấm rất kỳ lạ. Rồi tôi phóng to lên, in ra. Xem ra được vấn đề gì không? Dương Tiểu Hành khá là ăn ảnh. Tôi không bảo cậu nhìn cô ấy, nhìn bên cạnh. Được, tôi biết cậu không nhìn rõ. Phóng ta lên thêm chút nữa. Ai? Ai? Lâm Nhất Binh. Đúng. Đây chắc chắn là Lâm Nhất Binh. Đúng, đúng chứ, đúng. Sao anh ta lại đến núi Đông Nam? Đúng, anh ta. Sao anh ta lại đến núi Đông Nam? Đúng, sao anh ta lại đến núi Đông Nam? Tôi đang hỏi cậu mà. Tôi, đúng. Tôi làm sao biết được? Thôi không sao. Tay cầm gì thế? Một cục đen xì. Tôi nhìn không rõ. Không sao, tôi phóng to thêm chút. Cái gì đó màu đen. Một cái hộp màu đen. 5 phút sau, tôi đi vệ sinh quay lại. Đã không thấy Lâm Nhất Binh nữa rồi. Nhưng cái hộp màu đen này ở trong tay của Dương Tiểu Hành. Hơn nữa, cô ấy còn thay đổi thái độ. Vì thế cô ấy thay đổi thái độ với tôi là do cái hộp đen này. Vì Lâm Nhất Binh đã đến núi Đông Nam rồi. Chủ biên, đây là tranh của tôi gần đây. Chị xem thử. Thật đẹp quá. Đây là tạp chí của chúng tôi. Bức tranh đẹp nhất trong lịch sử. Chúng ta có thể nói chuyện không? Tôi không có thời gian. Chỉ 5 phút thôi. Được không? Không cần thiết. Là tôi không muốn nói chuyện. Tôi xin em cho tôi 5 phút. Anh nên về đi. Chúng ta tìm một tiệm cà phê cũng được. Anh đang làm gì thế? Anh với Lâm Nhất Binh có gì khác biệt đâu? Tôi biết tại sao em mặc kệ tôi rồi. Lâm Nhất Binh đi núi Đông Nam tìm em rồi. Hơn hết còn đưa em chiếc hộp màu đen. Đây là nguyên nhân.
đúng không? Em có thể nói cho tôi em và anh ta nói gì được không? Trong chiếc hộp là gì? Có thể nói cho tôi không? Tiểu Hành, được, em coi tôi là bạn tốt, tôi tình nguyện nghe. Rốt cuộc anh ta nói cái gì làm cho em thay đổi nhiều thế? Trong chiếc hộp có cái gì? Có thể nói cho tôi không? Nếu anh đã muốn biết, được, tôi nói cho anh biết. Anh nghe đây, 4 năm trước đột nhiên có người đến tìm tôi. Cô ta nói cô ta là người bạn gái đã chia tay nửa năm trước của Lâm Nhất Bình. Lúc tôi và Lâm Nhất Bình kết hôn, căn bản không hề biết sự tồn tại của cô ta. Nhưng cô ta đến tìm tôi, nói Lâm Nhất Bình là của cô ấy, là tôi cướp mất người đàn ông của cô ấy, còn ra lệnh cho tôi ngay lập tức phải ly hôn với Lâm Nhất Bình. Lúc đó tôi rất sợ hãi, tôi liền đi tìm Lâm Nhất Bình. Đây là chuyện thế nào? Lâm Nhất Bình nói cô ta là bạn gái cũ, nói là chia tay, là cô gái ấy nói. Anh ta còn nói với tôi anh ta chỉ muốn ở bên tôi. Em tin à? Tôi tin rồi. Nhưng chưa qua được mấy ngày, cô gái kia lại đến tìm tôi. Cô ta nói muốn tìm tôi kết sổ ân oán. Lúc đó tôi nghĩ tốt quá rồi, nhanh nhanh kết thúc đi. Tôi liền đáp ứng đi ăn cơm cùng cô ta. Cô ta cứ uống rượu, tôi khuyên thế nào cũng không được. Cô ta tự uống đến say mềm. Sau đó em lái xe. Xe là của cô ta, nhà cô ta ở rất xa. Cô ta cứ nặng nặng đòi tôi đưa cô ta về nhà. Em có uống rượu không? Tôi không uống, một ngụm cũng không uống, một ngụm cũng không. Nhưng con đường đó có rất nhiều khúc cua. Lúc tôi đang quẹo vào một khúc cua, cô ta nôn rất nhiều. Cô tắt dây an toàn đi, tôi quay lại tìm túi cho cô ấy nôn. Sau đó ở phía đối diện có một chiếc xe đi tới. Tôi rất căng thẳng, bản năng liền muốn quẹo phải, dùng hết lực nắm vô lăng. Xe lúc này mất khống chế lao ra ngoài, lao vào chiếc xe đối diện. Tài xế của chiếc xe đó tắt thở ngay tại hiện trường. Cô gái ở trên xe trọng thương, cụt tay, hủy dung nhan. Sau đó tôi bị phạt án, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi đã bồi thường và thành khẩn nhận tội, nên nhận án treo. Em đều nhận hết sao? Em cảm thấy mình nên làm như vậy, đúng không? Sau đó Lâm Nhất Bình đến núi Đông Nam đưa cho em đồ vật giống vậy. Nhưng mà tất cả mọi người đều trách tôi, nói tôi cố tình hại Phạm Từ Ngọc. Ai? Cô gái kia tên là Phạm Từ Ngọc. Xe là do tôi lái. Phạm Từ Ngọc. Tìm được công việc chưa? Tìm việc gì chứ? Đây là Lâm Nhất Bình. Những thứ nên xóa đều xóa rồi, còn ai có thể dùng chứ? Đúng lúc, cậu nói xem. Cậu sao thế? Tôi gặp khó rồi. Cậu gặp khó rồi? Đúng, nói đơn giản. Trước khi Lâm Nhất Bình kết hôn với Dương Tiểu Hạnh, Dương Tiểu Hạnh, anh ta theo đuổi một cô gái tên Phạm Từ Ngọc. Mà Phạm Từ Ngọc này, tôi có quen cô ta. Hơn hết người trước. Đừng nói cậu yêu đương với người ta. Có thể nghe tôi nói hết không? Để tôi nói tiếp đi, được chưa? Tôi cùng một người anh em, từ nhỏ đến lớn ở cùng nhau. Cậu đừng nói cái đó nữa. Cậu thế mà có người anh em tốt như thế, thế có khó khăn gì? Bởi vì tôi chưa từng nói với Dương Tiểu Hành chuyện của Phạm Từ Ngọc.
Cái đó cũng coi là chuyện. Bây giờ cậu đi, nói rõ chuyện này với Dương Tiểu Hạnh, đúng không? Thì sao nào? Cậu cũng không phải là ngày trước yêu đương với Dương Tiểu Hạnh. Cậu vừa hoàn tục đã quen hai cô gái, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Tôi đang rất vui, rất vui. Tôi với cậu có một cuộc trò chuyện như vậy. Bây giờ tôi ngay lập tức nói rõ ràng với Dương Tiểu Hạnh, tôi và Phạm Từ Ngọc là mối quan hệ gì. Bọn tôi một chút quan hệ cũng không có. Hơn nữa tôi phải nói cho Dương Tiểu Hạnh, cô ấy gặp phải tai nạn xe cộ là có vấn đề. Cho nên tôi nhất định phải rửa sạch nỗi oan cho cô ấy. Hiểu chưa? Oan, tất nhiên. Cậu có manh mối gì về vụ tai nạn của Dương Tiểu Hạnh đúng không? Vẫn chưa. Chưa có. Thấy cậu ở đây hi hi ha ha cái gì? Cậu đúng là, tại vì nếu tôi có rồi thì xin lỗi. Người giận nhất chắc chắn là Lâm Nhất Binh. Cậu biết sao không? Tại vì anh ta không có cách nào hãm bức Dương Tiểu Hạnh được nữa rồi. Nếu thế Dương Tiểu Hạnh có thể thoải mái cùng tôi yêu đương mãnh liệt rồi. Hiểu không? Như thế tâm lý của ấy sẽ thoải mái thư thái. Lâm Tổng, anh đến rồi. Mời ngồi. Lâm Tổng, lần này mời anh qua đây chủ yếu là muốn báo cáo với anh về công việc của tôi chút. Có động thái mới à? Có chứ. Động thái mới là Đinh Học Kỳ nói với tôi, nhưng anh ta vẫn chưa nói với Dương Tiểu Hạnh. Anh ta quen Phạm Từ Ngọc. Nói tiếp đi. Còn chuyện tai nạn. Tai nạn. Đinh Học Kỳ cảm thấy Dương Tiểu Hạnh phát sinh tai nạn quá là kỳ lạ. Anh ta cảm thấy Dương Tiểu Hạnh bị người khác du oan. Là cái này. Đây. Thế tại sao lúc ấy em không giao chúng cho cảnh sát? Tôi nhớ rõ lúc đó đã cất vào túi rồi, sau đó Lâm Nhất Binh mang đi. Sau đó chỉ quá sợ hãi nên quên mất. Hạnh, mày định để Dương Hiểu Đông đến làm phó tổng của tiệm quả chiên. Anh ta là người của Lâm Nhất Binh, mày hiểu anh ta không? Anh ta do không muốn giúp Lâm Nhất Binh làm chuyện xấu nên mới rời đi. Mẹ gần đây đã tiếp xúc qua, mẹ cảm thấy con người này cũng khá tốt. Mẹ cảm thấy được thì được. Hạnh, con nói rõ ràng với mẹ, cuối cùng anh ta thế nào? Tiểu Hạnh, mẹ, ai là mẹ con? Lúc nãy tôi đi qua đây, nhìn thấy hai người đang chọn quần áo nên đã thanh toán hết rồi. Tiểu Hạnh, em cầm lấy. Mẹ, chúng ta đi. Tiểu Hạnh, tôi biết em bây giờ phòng làm việc mất rồi, vì thế tôi cố tình thuê một căn. Đây em xem, đây là chìa khóa và hợp đồng thuê nhà. Em chỉ cần ký tên vào, tiền phòng tôi đã trả hết rồi. Em xem đi. Cậu điên rồi. Phòng cậu thuê ai mà dám ở? Khắp nơi đều lắp camera, nghe thôi đã thấy sợ rồi. Còn chỗ quần áo này, cầm đi đi, chúng tôi không cần. Đi. Tiểu Hạnh, tôi muốn nói chuyện với em. Được thôi, tôi nói cùng anh. Hạnh, làm gì thế? Mẹ, mẹ về trước đi. Con nói chuyện cùng anh ta. Sao con cứ làm mẹ lo lắng? Con cẩn thận anh ta chút. Đừng lên xe anh ta, cẩn thận. Con đừng quên, anh ta là tên biến thái. Mẹ. Lâm Nhất Binh, 4 năm trước anh không bình thường, đơn giản là một tên ác ma. Tại sao đột nhiên thay đổi rồi? Tôi vẫn luôn rất bình thường mà. Tôi đổi cách nói, ngày trước anh theo dõi tôi chặt thế, sau này đồng ý ly hôn với tôi rồi. Đó bởi vì yêu nên mới buông tay. Nhưng giờ anh lại trở nên thế này, bởi vì tôi phát hiện tôi lừa dối chính bản thân mình. Yêu thật lòng là không buông tay, là mỗi ngày đều ở bên nhau. Tôi nói anh biết, tôi yêu người khác rồi, anh có thể buông tay không? Tiểu Hạnh, em không hề yêu người khác, thật đấy. Tại vì em và Đinh Học Kỳ ở gần nhau quá nhiều,
Tôi hiểu rất rõ, đó không gọi là yêu. Sẽ có một ngày em hiểu ra. Bởi vì tôi vô cùng hiểu con gái. Con gái vĩnh viễn không biết bản thân yêu ai. Họ luôn cùng với người theo đuổi họ lâu nhất, mãnh liệt nhất yêu đương. Không, anh nói xem sự nghiệp của anh rất phát triển. Anh nên chuyên tâm vào sự nghiệp. Đừng bám tôi mãi không buông. Anh tha cho tôi đi, tôi cầu xin anh. Không, dù sao tôi cũng sẽ mãi quan tâm em. Tôi không cần bảo vệ em. Em rất cần Tiểu Hạnh, em thật sự rất cần. Tôi đang bảo vệ em mà. Tôi tận dụng tất cả khoa học nhân viên để bảo vệ em. Nhất cử nhất động của em đều trong tầm quan sát của tôi. Em rất an toàn Tiểu Hạnh. Anh luôn theo dõi tôi. Tôi phải tố cáo anh. Em có thể tố cáo tôi. Nhưng em cần phải biết, tôi luôn bảo vệ em. Tôi nói anh biết, Lâm Nhất Binh, 4 năm trước rời xa anh vì quá sợ hãi. Tôi muốn trốn, nhưng hiện tại tôi không sợ anh nữa. Tôi sẽ chơi đến cùng với anh. Tôi cũng sẽ tố cáo anh. Được thôi, có thể tố cáo tôi. Em có biết Đinh Học Kỳ và Phạm Từ Ngọc quan hệ thế nào không? Em có biết Đinh Học Kỳ và Phạm Từ Ngọc tại sao quen biết không? Em cảm thấy anh ta thật sự yêu em sao?